khi mà làm mộ ấy thì các bác nên chọn những cái mẫu mộ như thế này. Tại vì là dù cho là cái ngôi mộ đấy có đặt ở trong một cái khuôn viên chung của gia đình, dòng họ hay là một ngôi mộ đặc riêng ấy, thì các bác cũng nên lựa chọn những cái mẫu mộ nó đơn giản, nó hiện đại và nó được làm bằng những cái chất liệu đá tự nhiên tốt như thế này. Cái ngôi mộ này thì có kích thước là rộng 95, dài 1m47. Và cái mẫu mộ này thì mình hay gọi là mẫu mộ tam cấp, tức là nó gồm có 3 cái thớt ở dưới này, 1, 2, 3. Và cái bia mộ, tức là một ngôi mộ như thế này thì chỉ làm từ 4 viên đá thôi. Thế nên là cái độ bền của nó rất là cao. Và tại sao mình lại nói là cái mẫu mộ này là những cái mẫu mộ mà phù hợp và mọi người nên chọn ấy? Tức là ở trong một cái công trình lăng mộ chẳng hạn, nếu như mà nó được quy hoạch, được xây dựng bài bản ấy, thì các cái hạng mục chính chẳng hạn như là những cái phần lăng thờ, phần cổng, phần tường bao, rồi là cái phần bình phong, thì có thể là mình sử dụng bằng những cái loại đá xanh rêu chạm khắc hoa văn. Còn đối với lại những cái phần mộ ấy, thì các bác nên lựa chọn những cái mẫu mộ làm bằng chất liệu đá granite như thế này, và các bác làm đơn giản thôi. Thật ra là khi mà các bác làm những cái mẫu mộ đơn giản thì nó có một cái điều rất là hay, đấy là mỗi một lần chúng ta ra chúng ta thắp hương ấy, cái việc mà lau dọn nó cũng dễ, nó không mất quá là nhiều thời gian. Với lại hai nữa là những cái mẫu mộ mà chúng ta làm theo kiểu đơn giản như thế này ấy, thì nó sẽ đẹp lâu, tức là vì nó rất là đơn giản, thế nên là cái thiết kế của nó không bị lỗi bốt theo thời gian. Chứ còn đôi khi là các bác làm những cái ngôi mộ mà theo kiểu chạm khắc hoa văn ấy và có nhiều chi tiết quá thì nó hay là bị rối. Và các bác nhìn thấy không, tức là mỗi một cái ngôi mộ là như thế này nó chỉ làm từ 3-4 viên đá, thế nên là cái độ bền của nó rất là cao. Và tất cả những cái khớp nối nha các bác nhìn nhá, tất cả những cái khớp nối của nó đều có mộng hết, tức là những cái mộng như thế này thì nó sẽ đảm bảo là cái độ liên kết của ngôi mộ nó rất là vững chắc. Và tại sao em lại nói là các bác nên chọn cái chất liệu đá granite này để làm, thì như quý vị và các bạn nhìn thấy ở đây là bọn em đang có rất là nhiều những cái mẫu mộ với các kích thước khác nhau và với những cái chất liệu đá khác nhau. Thì mỗi một chất liệu đá này ấy, nó lại có những cái ưu điểm riêng. Tại vì là như các bác biết rằng là cái chất liệu đá tự nhiên mà cái đá granite này thì nó là cái dòng mà tốt nhất, cứng nhất. Thế nên là khi mà chúng ta dùng để làm mộ ấy, thì nó sẽ đảm bảo được cái tính bền vững. Và đối với lại những cái ngôi mộ thì một cái điều vô cùng quan trọng đấy là cái vấn đề là kiêng cái việc mà nó bị nứt vỡ. Thì đa phần những cái ngôi mộ mà làm bằng những chất liệu đá xanh, đá vôi ấy, thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng nứt vỡ. Thì đối với lại những cái vấn đề đấy thì ở cái dòng đá granite như thế này ấy, thì nó sẽ được loại bỏ những cái vấn đề đấy. Thì vì các bác biết rằng là ở nhà mình ấy, thì người ta xẻ cái đá này ra chỉ có 1,5, 1,8, 2cm để ốp thôi. Nhưng mà ở đây bọn em làm nguyên khối, thế nên là cái độ bền của sản phẩm nó rất là cao. Thì các bác nhìn thấy không ạ, đây là cái mộng này, cái bia này nhá, cái bia này là nó có cái mộng nó cắm xuống dưới cái thân mộ, thế nên là nó rất là chắc. Và tất cả những cái đường nét, tất cả những cái chi tiết của ngôi mộ ấy thì bọn em làm nó rất là chuẩn, thì nó mới tạo nên được cái sản phẩm mộ đá chất lượng cao. Đấy, ở đây là bọn em đang có nhiều mẫu lắm. Và đặc biệt là trong cái thời gian gần đây thì bọn em đầu tư những cái máy nó rất là hiện đại, thế nên là toàn bộ những cái ngôi mộ đá granite bọn em làm ấy thì gần như là đều được chế tác trên những cái dàn máy hiện đại đấy. Cái độ chính xác của nó cao lắm. Thế nên là khi mà các bác nhìn vào những cái sản phẩm như vậy thì cái độ hoàn thiện, tức là những cái đường chỉ này, rồi những cái mặt phẳng, những cái lát cắt nó rất là chuẩn và đánh bóng nó tốt nữa, thì dẫn đến là cái ngôi mộ là cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Và nếu như mà có một cái dịp nào đấy thì các bác về dưới Ninh Bình này đi, các bác về dưới Ninh Bình này thì mời các bác vào tham quan cái khu trưng bày những cái sản phẩm mộ đá granite chất lượng cao của bọn em ấy. Thì các bác ở đây bọn em đang có nhiều mẫu lắm, có rất là nhiều mẫu, thì các bác vào đây các bác ấy tham quan, sau đó là mời các bác vào trong cái nhà máy sản xuất lăng mộ đá của bên em để các bác xem là cái quy trình mà tạo ra những cái sản phẩm lăng mộ đá chất lượng cao này là như thế nào. Và đây là toàn bộ cái không gian mà trưng bày sản phẩm của đá Minh Nghệ Anh Quân tại Ninh Bình. Và nếu như các bác cần tư vấn thêm thì các bác cứ gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.